Thưa quý vị, ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước là mốc son chói lọi trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc của cha ông ta. Nhìn lại hành trình dài dựng nước và giữ nước, chúng ta luôn tự hào về lịch sử văn hóa và truyền thống đấu tranh giải phóng dân tộc. Thế hệ trẻ dù chưa từng sống trong thời khắc oanh liệt nhất của đất nước, song niềm tự hào vẫn luôn cuộn chảy. Bằng sự sáng tạo của mình, họ đã tạo ra các dự án và hoạt động đặc biệt để đưa lịch sử lại gần hơn, qua đó lan tỏa tình yêu đất nước trong mỗi con người. Đây là không gian cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Comicola, công ty đứng sau các dự án xuất bản một số ấn phẩm sách, truyện tranh và các sản phẩm khác liên quan đến đề tài lịch sử. Anh Nguyễn Khánh Dương, giám đốc công ty cũng là một cái tên không còn xa lạ. Anh là đồng tác giả của bộ truyện tranh lịch sử Long Thần Tướng, từng giành một số giải thưởng truyện tranh quốc tế. May mắn được tiếp cận với các sản phẩm về lịch sử của nhiều nước trên thế giới, nên anh nhận thấy cần phải tìm cách truyền tải lịch sử dân tộc tới các bạn trẻ nhiều hơn, thay vì chỉ học lịch sử qua sách giáo khoa. Khi mà chúng tôi có một cái cơ hội mà làm những cái sản phẩm văn hóa lịch sử đến từ những cái người trẻ, thì chúng tôi nhận được rằng là thực ra là người trẻ Việt Nam cực kỳ quan tâm đến lịch sử dân tộc. Họ có cơ hội thưởng thức các sản phẩm lịch sử văn hóa của nước ngoài và họ luôn có một cái ao ước, một cái mong muốn là người Việt sẽ làm được những tác phẩm như vậy. Nhờ vậy, khi mà Comicola bắt đầu làm các sản phẩm lịch sử văn hóa, chúng tôi nhận được sự ủng hộ vô cùng lớn từ các bạn độc giả ở trong nước. Và chính nhờ những cái sự ủng hộ đấy thì đến tận ngày nay thì công ty chúng tôi vẫn còn có thể có cơ hội đưa được những cái sản phẩm ra đến cho các bạn. Những tấm gương thời Bà Trưng, Bà Triệu hay thời kháng chiến cứu quốc với những chiến công lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu đã trở thành cảm hứng sáng tác cho tác giả trẻ đam mê lịch sử. Từ đó, những cuốn truyện tranh, những bộ phim hoạt hình hay những tựa game đã ra đời và thu hút sự quan tâm của nhiều người. Lịch sử rất thú vị. Từ những cái trải nghiệm của chúng tôi và từ cá nhân tôi và ekip của tôi, thì chúng tôi đều mỗi khi mà làm một cái dự án lịch sử nào ấy, chúng tôi đều bị cuốn hút vào cái thời đại đó và cái câu chuyện đó. Và điều mà chúng tôi mong muốn mang đến cho khán giả của mình đó là họ cũng cảm nhận thấy rằng là lịch sử thú vị như là chúng tôi đã cảm thấy. Tuy nhiên, cũng phải nhìn vào một thực tế, số lượng các sản phẩm dự án về đề tài lịch sử chưa nhiều. Đội ngũ những người trẻ có niềm đam mê nhưng chưa được định hướng quy mô, hệ thống lại gặp nhiều khó khăn trong tài chính và tìm kiếm nguồn tư liệu lịch sử. Cái điểm khó khăn nhất ấy, từ cái quá trình mà chúng tôi thực hiện ấy, thì đó chính là cái quá trình tái dựng hình ảnh. Nó như thế nào? Một trong những cái series mà chúng tôi đã làm trước đây là về Loa Thành. Những cái câu chuyện lịch sử và truyền thuyết về Loa Thành rất là hay. Tuy nhiên, tất cả những cái gì mà chúng ta tiếp nhận ở ngày nay đều là qua truyền miệng. Nhưng mà những cái tư liệu về hình ảnh thì rất là khó. Cái việc thiếu tư liệu là hoàn toàn là có thật. Một vấn đề nữa là liên quan đến vấn đề kinh phí. Thì đúng là làm lịch sử là một thứ rất là tốn kém. Khi mà các cơ quan quản lý nhà nước người ta nhận thấy cái sự quan tâm của giới trẻ đến với các chủ đề này, khi đấy thì chắc chắn rằng là cái nguồn vốn đổ vào cho những cái dự án lịch sử dân tộc sẽ còn lớn hơn nữa. Và khi đấy sẽ là cơ hội của những người làm sáng tạo. Với mong muốn truyền cảm hứng về lịch sử, qua đó khơi dậy tình yêu đất nước và niềm tự hào dân tộc, người trẻ đang mang lại những luồng gió mới trong việc tiếp cận lịch sử. Điều đó đã tiếp thêm niềm tin vào một thế hệ biết gìn giữ và trân trọng lịch sử. Họ sẽ là những người xây đắp tương lai của một dân tộc bền vững.